Này, dậy đi, bộ gì? Này, ngoài kia đang tụng năm túm ba bàn tọa. Không, lời xăm xì, lời đồn là ai đã nói và ai đã tung ngàn câu bàn tán dạo chơi vòng quanh và tôi lướt trên trời xanh. Thế nghe ở hướng nào, nhà tôi lại phi như lao để buôn dưa lê. Cho ông biết thế nào, đêm nay mình vừa hát, mình vừa táo, đôi lúc kêu. Để rồi, tôi nhớ rồi. Để tôi nhớ xem, chàng trai chải tóc, chàng trai tóc tay bồng bềnh với áo sơ mi tên gì? Hoàng tử Hán, chính người ấy. Chàng bắt đầu tỏ ý, chàng định tự nhiên con người như chim cánh cụt trịnh trọng lung linh, ném gạo cho bồ câu sinh muốn làm nổ bụng đám bồ câu lên. Nhưng đừng quá tin với lời theo dệt vài đám bồ câu từ bẩm sinh đã béo phệ. God lo, nghe tôi đi, ông bạn Sebastian, ngoài kia họ đang bàn tán. Nó nhanh lên, nghe thật rõ, rồi ông sẽ ồ lên thật đấy. Được rồi, thật hào hứng nhá, bé cưng. Tôi các cô giặt quần áo chất đầy xô tới anh thợ săn có cơ bắp thật đô. Đồn đoán lan ra khắp phố rằng hoàng tử Eric chúng ta chưa bị hỏi cưới một cô. Hả? Cô nào thì tôi chưa biết đâu. Tôi đoán anh mới chọn được cô dâu. Ai? Tự nhiên cần nghiên cứu. Tôi cá là cô bé có đôi chân vừa mới nhú. Không, vậy đấy, chuyện gì cũng có. Ai mà có, ai mà ngờ. Ariane của chúng ta là thích hợp nhất để làm cô dâu mặc đầm đẹp lung linh. Làm chuyện gì chả nhớ được cái tên. Môi chu rồi mắt híp. Họ ôm siết. Có miệng đâu mà biết. Tôi chả tha thiết nên tôi sẽ gõ một tiếng lên trên má cô. Tôi không tin chuyện này. Nói gì đi, sao im như tờ thế? À quên. Giờ thì sao đây? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mà có tin được không? Người ta đồn đoán. Hãy đồ đi cô bé. Và cảm ơn vì tôi buôn chuyện nhá. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm trước khi mặt trời lặn. Trời ơi là trời. Đoán ai đồn? Đoán ai đồn? Tôi làm ơn, mong là hôm nay sẽ thành công. Đi thôi, đi thôi. Ta biết hết. Lời xăm xỉ, lời đồn là ai đã đoán và ta đã thấy. Y như tôi nói, nhanh thôi, nhanh. Nhanh thôi, cho cô em lung linh cho một sự kiện lớn lao. Phải, đi nhanh thôi, ta mang cô em ra mặc xiêm y cho đêm tân hôn. Không nên lâu thêm thì chàng đang lên cao vì tin đồn ra.